bắt giữ Vụ trưởng Nguyễn Văn Bình, Thủ tướng lộ mặt đi ngược với quyền lợi của người lao động. Theo kế hoạch, nhà nước Việt Nam dự kiến trong năm 2024 sẽ phê chuẩn Công ước 87 của Liên Hợp Quốc về quyền tự do lập hội và bảo vệ quyền tổ chức. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổ chức Lao động Quốc tế ILO tại Hà Nội cho rằng Công ước 87 được ký sẽ trở thành một cơ sở pháp lý quan trọng để Việt Nam xây dựng các văn bản pháp luật hướng dẫn một cách chi tiết về việc thành lập và hoạt động của các công đoàn độc lập. Ông Nguyễn Văn Bình. Tuy nhiên mới đây, vào ngày 6 tháng 5, tổ chức dự án 88, một tổ chức chuyên vận động nhân quyền cho Việt Nam tố cáo, Công an Việt Nam đã bắt giam ông Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Vụ pháp chế thuộc Bộ Lao động và Thương binh Xã hội từ ngày 15 tháng 4 nhưng không hề công bố. Sau khi Project 88 tuyên bố, 3 ngày sau thì ngày 9 tháng 5, truyền thông nhà nước mới chính thức đưa tin về việc bắt giữ ông Bình. Phải chăng chỉ sau khi thông tin bị lộ thì công an mới chịu thừa nhận sự việc? Ông Nguyễn Văn Bình, 51 tuổi, tiến sĩ luật, thông thạo Anh ngữ, đã bị khởi tố theo Điều 337 Bộ Luật Hình sự năm 2015 với tội danh cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước với khung hình phạt từ 2 đến 15 năm tù. Truyền thông quốc tế và các tổ chức quốc tế nhân quyền ngay lập tức bày tỏ sự lo ngại về vụ bắt giữ này. Vụ bắt giữ ông Bình diễn ra ngay trước thềm phiên điều trần của Việt Nam trước Bộ Thương mại Mỹ vào ngày 8 tháng 5 năm 2024. Theo giới quan sát sẽ ảnh hưởng lớn đến quyết định của Hoa Kỳ về việc có đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia có nền kinh tế thị trường hay vấn đề trong danh sách nền kinh tế phi thị trường. Theo Hiệp định Thương mại Tự do giữa châu Âu và Việt Nam, chính quyền Việt Nam đã đồng ý phê chuẩn Công ước 87 vào năm 2023, nhưng họ đã hai lần trì hoãn. Hiện nay ở Việt Nam chỉ có một tổ chức công đoàn duy nhất là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nằm dưới sự điều khiển của Đảng Cộng sản. Công nhân Việt Nam tại ca làm việc. Trên cương vị Vụ trưởng Vụ pháp chế, ông Bình được quốc tế ghi nhận có nhiều nỗ lực nhằm thúc đẩy quyền của người lao động Việt Nam. Ông Bình là người chủ trì cho các đề xuất như ban hành Bộ luật Lao động 2019 của Việt Nam, phê chuẩn một số công ước cốt lõi của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, trong đó có Công ước 98 về quyền tổ chức và thương lượng tập thể, Công ước về 105 về bãi bỏ lao động cưỡng bức. Ngoài ra, ông Bình đã nhiều lần tuyên bố về nghĩa vụ và trách nhiệm của chính phủ Việt Nam khi cho rằng không phân biệt đối xử là một tiêu chuẩn quốc tế mà Việt Nam đã cam kết, và đây là cam kết nằm trong thế hệ Hiệp định Thương mại Tự do mới. Phải chăng những tuyên bố và việc làm của ông Bình khiến nhà nước Việt Nam cảm thấy bị thách thức nên họ đã quyết định bắt giữ ông? Theo Tổ chức Dự án 88, vụ bắt giữ ông Nguyễn Văn Bình có liên quan đến chỉ thị 24, một chỉ thị mật của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam về việc đảm bảo an ninh quốc gia và chống diễn biến hòa bình mới bị rò rỉ cách đây không lâu. Theo chỉ thị này, Bộ Chính trị đã ra lệnh cho chính phủ phải thắt chặt kiểm soát xã hội dân sự, nhà đầu tư nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ và thậm chí là cả việc công dân đi du lịch ở nước ngoài. Chỉ thị 24 yêu cầu chính phủ Việt Nam cho thí điểm thành lập một số công đoàn độc lập nhưng khẳng định rằng mọi tổ chức công đoàn phải do nhà nước kiểm soát. Thủ tướng Việt Nam ông Phạm Minh Chính. Dự án 88 cho hay thời điểm bị bắt, ông Bình đang dẫn đầu nỗ lực phê chuẩn Công ước 87 của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO để trình Quốc hội Việt Nam thông qua. Nếu được thông qua, công ước này sẽ đảm bảo quyền thành lập công đoàn độc lập của người lao động mà không cần sự cho phép trước. Việc công an bắt giữ ông Nguyễn Văn Bình cho thấy chính phủ đang nỗ lực nhằm vô hiệu hóa mối đe dọa từ các chính phủ nước ngoài, hệ thống và các tổ chức xã hội dân sự độc lập và các tổ chức quốc tế về cải cách lao động. Điều mà giới lãnh đạo Việt Nam rất dè chừng, lo sợ sự ảnh hưởng của nước ngoài trong các hoạt động cải cách lập pháp và hoạch định chính sách phát triển. Công luận cho rằng việc bắt giữ ông Bình càng cho thấy chính phủ của ông Phạm Minh Chính đã coi các nhà cải cách là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Nhà nước Việt Nam vẫn luôn công khai phản đối công đoàn độc lập, nhưng vẫn hứa hẹn với các nước khác cũng như các tổ chức quốc tế để có thể ký kết được các hiệp định song phương và đa phương. Điều đó một lần nữa cho thấy nhà nước Việt Nam vì đảm bảo an ninh về chính trị cho chế độ, nên sẵn sàng bỏ qua mọi lợi ích của người lao động nói riêng và toàn thể người dân Việt Nam nói chung. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin bắt giữ Vụ trưởng Nguyễn Văn Bình,
Thủ tướng lộ mặt đi ngược với quyền lợi của người lao động. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Vì sao khả năng cao Lê Thanh Hải sẽ gặp rắc rối lớn? Việc cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Thanh Hải, Ủy ban Kiểm tra Trung ương gọi tên do những sai phạm từ nhiều năm trước giữa bối cảnh cuộc chiến quyền lực trong nội bộ của Đảng đang quyết liệt đã trở thành tâm điểm của dư luận. Qua nhiều năm, những sai phạm của Lê Thanh Hải tưởng chừng như đã trôi vào quên lãng, bóng đó hạ cánh an toàn. Vậy mà đột nhiên ông lại bị gọi tên. Công luận và giới phân tích cho rằng ông trùm Lê Thanh Hải là một kẻ hỗn danh là sâu chúa có thể sắp gặp rắc rối rất lớn. Ông Lê Thanh Hải, cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, với hàng loạt vi phạm trầm trọng mang tính hệ thống, không chỉ riêng sai phạm tại dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, thông báo mới nhất của Ủy ban Kiểm tra Trung ương còn cáo buộc ông Hải có quan tâm sâu đến bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát trong vụ tham ô và lừa đảo lớn nhất đất nước từ trước đến nay. Giới phân tích trong nước và quốc tế có chung nhận định rằng trách nhiệm của ông Lê Thanh Hải lớn hơn rất nhiều so với hình thức kỷ luật mang tính tượng trưng trước đây. Vào tháng 3 năm 2020, ông Hải đã bị Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ luật với hình thức cách chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015, nghĩa là cách một chức mà ông đã không còn nắm giữ nữa. Biện pháp kỷ luật này bị đánh giá là khôi hài và không đủ răn đe. Một câu hỏi đặt ra là tương lai của ông Lê Thanh Hải sẽ ra sao trong những năm tháng cuối đời và liệu ông Hải có may mắn thoát tội một lần nữa hay không? Những sai phạm của ông Hải trong khu dự án đô thị mới Thủ Thiêm được đánh giá là nghiêm trọng, có ảnh hưởng rất lớn với kinh tế xã hội của thành phố. Hơn nữa, mối liên quan của ông Hải trong vụ án Vạn Thịnh Phát với thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đô la đã được kênh truyền hình Nhân dân của báo Nhân dân nhắc đến. Đây là một điều không thể coi nhẹ. Bộ trưởng Công an Đại tướng Tô Lâm. Cụ thể, trong video có nhan đề kiểm soát quyền lực ngăn chặn vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ của kênh truyền hình Nhân dân đăng tải vào ngày 20 tháng 4, những sai phạm của ông Lê Thanh Hải bị cáo buộc là sự lạm dụng chế độ thủ trưởng trong các cơ quan hành chính nhà nước, dẫn đến vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Hơn thế nữa, theo giới quan sát, truyền thông của Đảng đang định hướng dư luận nhằm mở đường cho việc những biện pháp xét xử mạnh hơn với hình thức xử lý kỷ luật trước đây đối với ông Lê Thanh Hải. Báo chí Việt Nam vốn luôn kiểm soát rất chặt đối với phần bình luận trên mạng xã hội, nhưng bên dưới video kể trên được đăng vào ngày 20 tháng 4 trên kênh YouTube của truyền hình Nhân dân, các bình luận gay gắt nhằm ông Lê Thanh Hải lại được tồn tại cho đến ngày 8 tháng 5. Đây không phải là điều ngẫu nhiên. Bên cạnh đó, báo Tiền Phong khẳng định ông Hải được cho là khởi nguồn của những sai phạm nghiêm trọng trong quá trình triển khai thực hiện dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đặc biệt, ông Hải chính là người đã chỉ đạo xé nát 160 hectare đất tái định cư của người dân bị giải tỏa để trục lợi cho cá nhân và phe cánh. Trong bài viết, ông Lê Thanh Hải chỉ bị cách chức nguyên bí thư Thành ủy là chưa nghiêm minh, quyết liệt. Báo Thanh Niên dẫn kiến nghị của một số cử tri tại tỉnh Long An. Đề nghị Trung ương Đảng xử lý triệt để hơn công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian tới, đáp ứng được lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Chưa hết, chỉ vài ngày sau khi ông Hải bị đề nghị kỷ luật, Đài Tiếng nói Việt Nam VOV có bài của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, cựu Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, cho rằng qua theo dõi lịch sử Đảng, chưa từng thấy cán bộ cấp cao thuộc diện cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư nào mà bị xử lý kỷ luật nhẹ như ông Lê Thanh Hải. Theo ông Phúc, Đảng cần thể hiện rằng cán bộ cấp cao mắc sai phạm, dù đã nghỉ hưu cũng sẽ bị xử lý, chứ không có chuyện hạ cánh an toàn. Ông Nguyễn Phú Trọng và Võ Văn Thưởng được cho là có liên đới tới Lê Thanh Hải. Xin nhắc lại, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc chính là nhân vật đã từng có những ý kiến phê phán rất gay gắt đối với Tổng Trọng trong bài viết Lựa chọn cán bộ đủ đức, đủ tài đưa vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa mới. Bài này cũng đăng trên trang web của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV vào thời điểm Hội nghị Trung ương 8, tức là tháng 10 năm 2023, bước vào ngày thảo luận thứ 3.
những dấu hiệu kể trên cho thấy có một ai đó đang quyết tâm muốn xử lý triệt để đối với ông Lê Thanh Hải và ban lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cùng thời. Có thể quyết tâm này là nhắm vào các cá nhân và tổ chức đang cố gắng che chắn cho thế lực chính trị này. Điều đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ với uy tín của ông Tổng Trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trên truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao khả năng cao Lê Thanh Hải sẽ gặp rắc rối lớn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn xem những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.